This is a pickled lotus root and watermelon. It is a very yummy one. Thank you.
this. Look at this. This is a real crispy of fried fish. That's awesome. Wow, it smells delicious. So it looks nice. Yeah. Beautiful. That's amazing. Eat, girl and boy. Please. Nhâm từ nhâm á. Nhắm tu nhắm mà. Tu, má, nhắm trái. Cô này đã chỗ ấy mà. Do thật trái bỏ ấy. Mày không? Mày không nhận. Thế là tu có mỡ ngay nhé mày. Không bao. This is amazing. Pickled lotus roots and watermelon. One of the delicious fruits for our family. Yeah. This is to make very yummy and healthy. So eat this with fried fish. Look at that. Yeah. So nice. Hải mua mỡ bao không? Rồi yummy. Có ăn mỡ nào?
Miếng cà lạt. Tôi là này. Đây. Thời chặn một tiếng nữa. Đây cái. Thời chặn tiếng một tí. Còn nha mày. Ăn nước đó, ăn nước đó. Lúc này mưa khơi thì thông quỳnh. Nó bài mà. Đặt chỗ thang nữa, đặt chỗ để mà ông đặt chỗ nữa. Bởi thế con thế này pu pu họ không cho nó pu pu nó.
cho bạn. Thôi mấy cũ. Mà anh ta nó bay cô thôi mấy cũ.